Xin mến chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đây đang là hai cái mẫu lưng tiếng rất là cao cấp của bên em. Thì vừa rồi thì bên em về thêm 50 con lưng tiếng lếch này. Thì hôm nay giới thiệu lại với tất cả anh em về hai cái dòng sản phẩm vừa rồi là bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là con lưng tiếng TD3000 này anh em nhé. Con này thì chất âm nó rất là hay và nói chung là rất là nhiều các lút để anh em tinh chỉnh. Chúng ta có thể chỉnh loa trái này, loa phải này. Ok chưa? Chỉnh hai loa riêng biệt anh em nhé, trên con lưng tiếng này. Còn riêng cái dòng lưng tiếng lếch này thì nó lại không có cái chức năng đó. Cho nên là cái giá của nó thì nó rẻ hơn. Rồi con lưng tiếng lếch này giá thì có 1.400.000 đồng, còn lưng tiếng TD3000. Con trên màu đen này giá 1.850.000 đồng. Về các chức năng này chỉnh thì nó như nhau anh em nhé. Ở đây chỉnh now mid, tune, bloodshock và high mid thì trên này nó cũng như vậy. Ok chưa? Kênh 1, kênh 2 chúng ta chỉnh thế nào thì chúng ta cứ chỉnh như thế thôi, đúng không ạ? Kênh 1 chỉnh thế nào, kênh 2 chúng ta chỉnh như thế nhá. Và có phần cắt súp này, x over này, chỉnh to nhỏ này của đường súp này, trên thì nó cũng thế đúng không ạ? Tiếp đến thì đầu vào thì anh em có thể thấy ở trên con lưng tiếng lếch này, trên con lưng tiếng TD này nhá thì nó có USB này, cổng USB này, ok chưa? Có Bluetooth, có cổng quang và có AUX. Thì riêng con lưng tiếng lếch này thì nó cũng có cổng quang, Bluetooth và AUX anh em nhé. Nhưng mà nó lại không có USB đúng không ạ, không cổng USB. Nhưng mà chất âm của riêng cái dòng lưng tiếng lếch này thì nó phải nói là rất là hay. Giá thì rất là mềm anh em, chỉ có 1.400.000 đồng thôi. Nhưng mà khá là hay. Thì ok, bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên này. Bật công tắc nguồn lên thì anh em có thể thấy đây đã báo hiệu tín hiệu đèn nháy. Báo hiệu đèn nhạc vào đây. Đây là cổng súp này, đây là hai cổng AUX, cổng C1 và C2 đúng không ạ? Bật đẩy lên nhá. Và sẽ mở lên cho anh em cùng nghe. Đây sẽ sử dụng cục đẩy hai kênh LT2000. Và kênh 1 này sẽ chơi loa full em nhá, kênh 2 sẽ chơi một quả loa súp. Đó, đây. Anh em nghe thế nào ạ? Đó, em nghe một kênh đây. Ok chưa? Tăng bass lên này. Tăng check lên này. Giảm đây này. Ok chưa? Đó, đây là mới là sử dụng lưng tiếng này. Anh em nghe ok chưa? Nhả ra này. Nhả ra tiếng nó không có lực đúng không ạ? Nhấn vào này. Khác biệt chưa? Tăng check lên này. Tăng bass lên này. Quá hay đúng không ạ? Đó. Thì ở đây là cái phần loa full anh em nhé. Bây giờ sẽ vặn lên cái phần loa súp này. Cắm ngay trên con súp. Cắm ngay trên cái con lưng tiếng lếch này cho anh em cùng nghe này. Đây là súp đây. Anh Dung biết nhà. Ok chưa? Đang đánh con súp 50 này anh em nhé. Đánh con súp 50 này. Và chúng ta có thể cắt súp. Ok chưa? Đó. Cái này chúng ta cắt thì chúng ta để tầm 85Hz. Đấy. 85Hz là ok rồi. Còn to nhỏ của súp đây. Ok chưa? Tăng full lên này. Quá đã đúng không ạ? Nhả ra này. Nhả ra không sử dụng lưng tiếng nữa à? Anh em nghe rõ ràng chưa? Nhấn vào này. Đó, khác biệt hoàn toàn em nhé. Ok chưa? Nhả ra này. Đó, nhấn vào này, ok chưa? Đó, khác biệt hoàn toàn luôn, rất là hay. Đó. Thì con lưng tiếng lếch đã 233, bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng, bao ship và tặng dây rắc. Còn đây con lưng tiếng lếch, con lưng tiếng TD3000 đây. Thì chúng ta có thể thấy khi bật lên, anh em có thể thấy đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Con này thì nhìn nó quá là chất rồi. Con này em đã test chất âm rất nhiều anh em nhé. Logo LX này, AUX này và cả đèn của Equalizer.
Đây là con lưng tiếng lách, TD 3000 em nhé, còn con lách đây. Nhưng mà đang mở nhạc, đang test nhạc ở con lưng tiếng lách. Đó. Đang test nhạc con lưng tiếng lách anh em nhé. Ok chưa? Đây là loa này, ok chưa? Đây là súp này. Đấy, súp đánh rung hết nhà anh em có thể nghe. Ok chưa? Đánh rung hết nhà luôn. Con này cắt súp rất là gọn anh em nhé. Riêng sử dụng qua lưng tiếng. Ok chưa? Đó. Cho phần loa lên này, súp lên này. Quá đa đúng không? Nhà ra không sử dụng lưng tiếng này. Đó, nhấn vào này. Ok chưa? Nghe khác biệt. Đó. Cái phần tune này em mà nếu mà nghe nhạc anh em để em tập 1 giờ anh em nhá. Để 1 giờ là ok. Còn đâu mà khi hát karaoke để tập 11 giờ. Rất là phê, chỉnh bát chép rất là nhạy anh em nhé. Đó, thì ở đây thì hôm nay thì em lên cái video giới thiệu với anh em về hai cái mẫu lưng tiếng đáng để cho chúng ta chơi. Thì anh em có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới, cũng báo giá lại với tất cả anh em. Con TD3000 này giá đang là 1.850.000 đồng, bao ship và tặng dây rắc. Còn con lưng tiếng Lex Duck 233 thì giá là 1.400.000 đồng, bao ship và tặng dây rắc. Bác có anh em có thể lựa chọn cho nó phù hợp với bộ dàn gia đình chúng ta đúng không ạ? Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video gần nhất ạ.